Nguyễn. Một nồi Nguyễn. Một nồi Nguyễn. Hello cả nhà, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. À, không biết là giờ này là chắc là giờ là của mọi người đi làm về nhà. Mai Yến Chi. Cảm ơn bà. Facebook á, cái app trên livestream á, chứ không phải là của Hân đeo ở ngoài. Biết câu gì đây, biết đi nói gì đây. Ok anh Dương xuống đây đi khô máu nè, mấy Hạnh nó đi về quê rồi anh, một hai ngày hôm nó mới vô, ngày mai nó mới vô. Bình Dương Út xuống quán chè cô Ú, hai ở gần quán chè cô Ú thì xuống gặp Út nhỏ nha. Nhưng mà Út nhỏ không có mời ăn đâu nha, cả nhà mời Út nhỏ ăn nha. Cảm ơn Trọng Nghĩa, Nguyễn Lê. Nói chung là đôi lúc cũng có duyên lắm, mà đôi lúc cũng vô duyên dữ lắm luôn á, thiệt. Nói chung là mình sống thật với bản tính của mình thì nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đúng không cả nhà? Livestream với cả nhà, nhưng mà tại vì mấy nay Út nhỏ bị dị ứng mặt á, nên là không có lên livestream với cả nhà được. Hôm nay vẫn còn nè cả nhà, vẫn còn những cái dị ứng đây, nên là không có dám livestream. Nhưng mà hôm nay cũng được rồi, đỡ rồi, đẹp đẹp rồi, nên là Hạnh Dương vô Facebook của Hạnh Nguyễn, kiếm Hạnh Nguyễn đi nha. Trai lạ đâu, đâu có trai lạ đâu. Út có trai lạ theo, đúng rồi, Trần Quang Khải là trai lạ đó. Còn một trai lạ nữa nhưng mà giấu. Út thấy em không chàng ơi, thấy tin nhắn thôi chứ làm sao thấy em được đây. Út đi Bình Dương cả nhà ơi. Ai ở gần quán chè cô Út thì xuống giao lưu với Út nha, ăn chè nha. Nhưng mà Út không có mời nha cả nhà, mời Út chứ không có mời cả nhà nha. Chừng nào Út trực tiếp đài Vĩnh Long hả Khải, nói đi Khải. Tây Ninh chứ không.
Long thì bữa du lịch của mình là có đầy Vĩnh Long trực tiếp ấy, nhớ không? Ngày 27 lịch Vĩnh Long nhưng bị mà... đổi lại rồi. Lịch trình bên Đài đổi lại rồi, chưa có ngày cụ thể. Đúng rồi cả nhà ơi. À, cảm ơn hả anh Diệp Thanh Thảo hả? Đúng rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh Sang. Hello Hot Boy Mật Tích Sang. Ăn rồi đi chơi hoài nha ông. Tình tân tình đồng quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏa sáng người. Ơ này tình ta, ta ước gì mong sao thần nông. Bên sông ngân hà dặn, bóng lan trầm ngâm nhớ nàng. Chào Hân Kha. Hello anh NT Trúc Nguyễn. Cả nhà đã mất tiêu quá trường. Bạn như có cả nhà rớt hết rồi, rớt xuống sông hết rồi. Đúng rồi, chị đang xuống chè cô Ú. Ok Trần Anh. Nhưng mà bây giờ quan trọng là quản lý Trần Khải có cho gặp hay không nữa. Tại vì Út xuống đó, nhưng mà quan trọng là Trần Khải có cho gặp không. Tại vì một phần Út đi công việc, rồi một phần nói chung là một công hai chuyện á. Tại vì một phần là công việc, một phần là ăn chè luôn. Tại vì hôm nay cả nhà chè thèm chè của cô Ú. Đăng ký ăn 10 chén. Thằng nít thôi được không? Ủa mà chè là chén bự không mà sao ta ăn? Chén bị lớn vậy nè. Ủa vậy hả? Dứt 2 muỗng hết rồi. Ủa vậy hả? Không. Dạ. Một xíu vậy hả? Dạ. Mới mắt dạ. MV anh Ba Chị Tư hay lắm hả? Cảm ơn cả nhà nhiều. Cả nhà mình ai mà chưa xem, ai chưa nghe, chưa xem, chưa chia sẻ và chưa comment thì cả nhà mình vào xem chia sẻ cho Út nhỏ nha. Hình như là nó Út tự mấy nay Út cũng không có theo dõi là được bao nhiêu rồi nữa, nhưng mà là cũng chân thành cảm ơn tất cả đại gia đình thân thương mình đã chia sẻ và ủng hộ cho Út nhỏ trong những cái MV và trong những cái album sắp tới sẽ được phát hành ra nữa. Mong rằng là cả nhà sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cho Út nhỏ thật nhiều nữa. Anh Nguyễn kìa. Hạnh Nguyễn, ước gì em được ăn chè mắm hả? Tới ngày mai em vô cái mảnh ai nó đi rồi. Ngày mai em vô là mảnh ai nó đi rồi em ơi. Trời ơi, Khải ngồi sao mà cái nơ nghe con mắt hơn luôn kìa. Nữa. Hello cả nhà nha. Ok cả nhà xem rồi, cả nhà xem rồi nhưng mà cả nhà nhớ chia sẻ nha, chia sẻ thật nhiều nha cả nhà. Đôi chim trắng mồ côi đâu còn ai đón ai nhớ mà. Chồng Hoàng Hải có nói gì không? Nói gì vậy? Chạy lẹ quá trời. Biết nói gì đây? Vô ý đồng môn. Thay nhau đi một. Phải rồi, em đi xong là bắt đầu ngày 27 Khải đi hả? Ờ. Ngày 27 Khải đi. Sáng Hạnh vô là chiều Khải đi. Ờ, sáng em vô là chiều Khải đi. Rồi xong là ngày 29 Út bay đi. Em ở nhà mình cho vừa. Em ở nhà một mình cho vừa. Ai bị em đi chơi lên đâu. Ai bị em đi chơi mấy ngày nay em bỏ Út với Khải ở nhà một mình. Sợ ma nó cắn lắm. Mà không con ma nào cắn hết. Không con ma nào cắn hết. Không ai thấy em hết trơn. Nguyễn Nguyễn, làm sao thấy em được, chỉ thấy tin nhắn của em thôi nè. Nghe nè, có con đang đi Bình Dương, con đang đi công việc. Sao nó không lên được. Có đang đi với trai Khải. Mẹ nói Khải là ăn cái gì mà hơi đăng lên thì mẹ quýnh Khải á. Mẹ thèm phải không? Mẹ Khải là mẹ thèm phải không? Thương ghê vậy đó. Kêu lên em chịu lên. Kêu lên em chịu lên. Ủa rồi rồi vài bữa rồi mẹ lên mẹ giữ nhà với Hạnh chứ, tại đi hết trơn rồi đâu có ai ở nhà đâu. Con ngày 29 nữa con.
nhà đợi xíu nha. Ờ, quên cái gì, mẹ đi đủ đường hả? Nhà đợi xíu nha. Rồi thôi vậy thôi, mẹ ở nhà đi không sao đâu. Để anh kêu Linh qua hồi nha. Nào cái gì con đang live stream gì tối nữa không? Số 3. Hạnh nó kêu mua để tôi lạnh cho nó ngày mai nó ăn kìa Khải. Yeah. Ủa mai nó chưa vô mà. Ngày mốt Hạnh mới vô. Ừ đó. Ờ ngày mốt em mới vô mà Hạnh. Có nước cốt mà, có nước cốt nữa. Em mâm cốt. Đúng rồi Quang Chiều. Ờ Quang Chiều em đang ở đâu? Út đang xuống Bình Dương nè, chạy ra chơi giúp nè. Ờ chè mâm của cô á, em biết không? 22 gì đó, thích Quảng Đức gì đó. Có nghe mẹ. À, một tay con máy bay về Sài Gòn. À, hai tay bên thiết kế họ vậy, hai tay họ đem hợp đồng vô ký rồi chở gì dưới xem luôn. À không. Ủa sao vậy? Chút nữa chiều con gọi đi, con đang live stream bây. Con đang live stream. Cái nhà ơi, cái nhà đâu hết rồi. Bây giờ Út đang lên nè em ơi, Triều ơi, bây giờ Út đang đi nè em. Bây giờ Út đang đi nè, chắc tầm khoảng nửa tiếng nữa. Cỡ nửa tiếng nữa Út tới á, em chạy qua đó đi. Bây giờ Út đang đi nè. Chiều nó cũng dễ thương lắm anh. Bây giờ Út đang đi. Cả nhà mình ai ở gần chè Cô Ú ở Bình Dương thì tới chơi với Út nha. Hello Hoài Vũ, Thanh Hùng Cao. Bạn yếu với cả nhà mất tiêu hết trơn rồi. Team của cả nhà đâu hết rồi. Út cho bắn team cho cả nhà nghe. Đúng rồi Hạnh ơi, mẹ tại vì ngày đó là thôi nôi của con anh Tư nên mẹ đi không được, để chị gọi bé Linh nó đi lên đây lên với em, ở đây với em mấy ngày. Ok em nè Quang Triều, em đi qua đó đi, qua đó trước đi em, qua đó trước đi. Chỗ nào Bình Dương tới nè Út ơi. Ờ Út đi cái gì chè mâm cố á. Sao chè mâm cố em nhà gọi chè mâm cố là ra địa chỉ có nhận nhưng mà không có nào đưa tiền. Em nhận anh đi. Trời tự nghiệp miễn hơn. Ờ 10 triệu luôn hả? 10 triệu là nhiều ha. Anh quên được 10 triệu. Thì giờ... cho nó về quê đi rồi đâu, một hai hôm nữa Út gọi cho nó lên không sao đâu, Út gọi là nó lên à. Ok Quang Triều nè, ok em qua đi tí nữa Út tới, khoảng tầm nửa tiếng nữa Út tới nha. Nhưng mà chờ Út ăn nha, không được ăn trước nha. Út giận á. 8 giờ không? Ok cục cưng. Alo. Đi nhẹ nó khẽ cười duyên luôn rồi. Khổ mà nặng con hơi lớn. Cả nhà ơi, bây giờ Út có công việc điện thoại tí nên là hẹn cả nhà để bữa nào cái Út live stream với cả nhà nha. Bây giờ xin chào cả nhà và hẹn gặp lại nha. Chúc tất cả đại gia đình mình có một buổi chiều vui vẻ và mát mẻ nha. Bye bye cả nhà. Yeah.